Hello anh em, hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em cái sản phẩm tai nghe in-ear Bluetooth giá hợp lý của RHA. Đây là RHA MA390 Wireless. Thì MA390 Wireless nó có cái thời lượng pin là 8 tiếng và cái chuẩn chống nước là IPX4. Cộng với việc là đối với cái, mặc dù là nó là một cái sản phẩm giá rẻ của RHA thôi, nhưng mà nó vẫn trang bị cái codec aptX đàng của Wacom đàng hoàng. Thì đây mọi người có thể thấy là toàn bộ cái tai nghe nó giống như nó không khác gì con MA390 chắc chắn rồi. Tại vì nó và nó có thêm hai cục 500 ở phía dưới này để giống như là tất cả những cái sản phẩm tai nghe in-ear wireless khác của RHA. Hai cục 500 này sẽ giúp cho hai cái tai nghe nó hít vào nhau khi mà mọi người xài xong mà mọi người vẫn đeo nó trên cổ. Cái Secure Flex này là cái dòng đeo cổ của RHA, nó khá là gọn gàng và nó khá là dẻo và nó cũng cứng cáp, đủ khỏe, đủ chắc và đủ dai để cho anh em có thể tập thể dục với nó. Trên thân của tai nghe thì nó sẽ có một cái cổng sạc USB Type-C, một cái nút nguồn, và mình nhắc lại luôn là con này pin có được 8 tiếng. Có microphone input built-in nè, có microphone built-in nè, và có các bạn anh em có thể bấm vào đây để anh em có thể nghe nhận cuộc gọi, hoặc là anh em có thể dùng cái nút ở giữa này để em pause play bài hát và điều khiển âm lượng xong qua hai nút là nút cộng và nút trừ ở đây. Rồi, tiếng của con này thì nó không khác gì so với con MA390 đó. Nó tiếng của nó khá là tốt, có nghĩa là nếu như mà trong cái tầm giá dưới 2 triệu kiếm một con tai nghe có bass, mid, treble, giải nào nó cũng ở mức độ tạm ổn để mà nghe, và nó có động năng nhiều, nghe nó thoải mái, nghe nhiều thể loại nhạc, thì đây là cái con em, đây là một con tai nghe mà mọi người nên quan tâm tới. Rồi, mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi.